Ngày 4 tháng 10, Công an quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang phối hợp các cơ quan chức năng điều tra mở rộng vụ kho hàng chứa tinh dầu, thuốc lá điện tử trị giá hơn 70 tỷ đồng, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trước đó, ngày 29 tháng 9, Công an ập vào kiểm tra kho chứa hàng của công ty Happy An ở đường Trần Văn Danh, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, Công an phát hiện hơn 600 thùng hàng chứa tinh dầu, thực phẩm chức năng thành phẩm và bán thành phẩm, 2.600 thiết bị thuốc lá điện tử cùng nhiều máy móc trang thiết bị. Mở rộng điều tra, ngày 30 tháng 9, Công an khám xét kho hàng còn lại của công ty này ở đường Ba Vì, phường 4 và văn phòng công ty ở đường C18, phường 12, quận Tân Bình. Qua đó, thu hơn 5.800 thùng hàng chứa tinh dầu, thực phẩm chức năng thành phẩm và bán thành phẩm các loại, hơn 2.600 thiết bị thuốc lá điện tử cùng nhiều máy móc trang thiết bị. Tổng giá trị lô hàng bị tạm giữ hơn 70 tỷ đồng. Bước đầu, các đối tượng khai nhận, khi có nguồn tinh dầu nhập về thì cho nhân viên dán tem, hạn sử dụng rồi bán ra thị trường. Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ việc.